Tại sao quý vị chữa nám hoài không hết? Và tại sao càng chữa nám càng lan ra nhiều hơn? Kimberly thường nói, thưa quý vị, nám có hai loại, nám trong da và nám ngoài da. Nếu làn da của quý vị có những triệu chứng như da khô, ngứa, rát, hừng hực khi tiếp xúc với hơi nóng, làn da không được khỏe và quý vị đã dùng qua nhiều sản phẩm trước đây, có thể quý vị đang bị tình trạng nám trong da. Còn nám ngoài da là khi quý vị đi nắng nhiều, làn da không được sáng, làn da cằn cỗi, không ăn phấn. Đó có thể là nám ngoài da. Nếu quý vị có hai loại nám, quý vị cần phải biết quý vị có tình trạng nào, loại nám nào trước khi chữa trị. Công ty Apogee có hai bộ dưỡng da khác nhau, hai bộ chữa trị khác nhau, đó là bộ tái tạo da và bộ cấu tạo da. Hãy thận trọng và chọn cho chính xác bộ dưỡng da nào cho làn da và tình trạng của làn da mình. Ngày hôm nay trên bàn của Vivlan có hai sản phẩm, thưa quý vị. Một bên là cấu tạo da. Nếu quý vị có một cái làn da bị khô một cách bất bình thường, quý vị bị rát, quý vị bị nóng hừng hực, thì đó là cái làn da của quý vị bị bệnh. Quý vị nên mua bộ cấu tạo da của công ty Apogee với cái giá 295 đồng. Ngày hôm nay quý vị sẽ được tặng 3 món quà. Đó là một cái peel off mask, một cây son gió, cũng như là cái concealer rất đẹp. Và sản phẩm mới của công ty Apogee, một cái line gọi là Forever Young của công ty Apogee, bộ tái tạo da. Nếu quý vị không có một cái làn da bệnh nhưng mà quý vị muốn làn da của quý vị đẹp, được trắng, ăn phấn, thì thưa quý vị, bộ tái tạo da 195 đồng gồm có một chai nước toner, một chai nước rửa mặt, một cái hũ kem để giúp cho cái làn da của quý vị được trắng và một hũ kem giúp cho chống nhăn, chống lão hóa. 195 đồng mà thôi sẽ được tặng 3 món quà. Xin quý vị đừng chần chờ. 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Tôi là bác sĩ Kimberly. Tôi biết quý vị rất bận rộn với gia đình và công việc hàng ngày. Bây giờ quý vị không cần đến tận nơi để tham khảo nữa. Quý vị có thể tham khảo da qua cell phone bất cứ lúc nào rảnh, khi nấu ăn, khi đi làm, chỉ cần 10 phút. Hãy đừng tự chữa làn da nữa. Qua FaceTime, Tango, Hangout hay Skype, quý vị có thể tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly mặt đối mặt qua cell phone. Gọi ngay 1888-337-7264, 1888-337-7264. Cảm ơn quý vị đã trở lại chương trình The Dr. Kimberly Show. Chúng tôi xin trở lại với phần 2 đề tài ngày hôm nay. Kimberly trò chuyện với chị Vi Lan về một cái đề tài rất hấp dẫn, đó là tại sao quý vị chữa mụn hay nám, chữa hoài không hết và quý vị đã tốn rất nhiều tiền. Cảm ơn chị Vi Lan. Vâng. Chương trình này quá hấp dẫn, chúng ta không có đủ thời giờ để, yeah. Dạ, để trò chuyện. Đúng vậy. Vi Lan, một lần nữa chào tái ngộ đến với quý vị đã đến với chương trình bác sĩ Kimberly Show cũng như là chào bác sĩ Kimberly. Thì chúng ta đã nói về vấn đề khi mà cái làn da bị nám, thì chúng ta đã xài rất nhiều sản phẩm, mặc dù đi gặp bác sĩ cho toa vẫn không hết, thì bác sĩ Kimberly có nhắc là chúng ta đã tới lúc phải U-turn, phải ngừng lại xem những cái gì mình đã xài có đúng hay không. Và bác sĩ Kimberly thì lại chuyên về vấn đề nám và mụn. Thế thì cái câu trả lời của quý vị quá là đơn giản, là quý vị cứ gọi điện thoại để mà consult với bác sĩ Kimberly, phải không ạ? Yeah. Đó, thì cái đó là chúng ta nói vấn đề nám. Và Bi Lam muốn nhắc về mụn, tại vì cái làn da của chúng ta ai cũng vậy, từ trẻ cho đến già chúng ta sẽ có những cái giai đoạn mụn xong rồi nám khi lớn tuổi, hoặc là chúng ta bị expose thời tiết nóng chúng ta cũng dễ bị nám. Nhưng mà mụn đó thì bác sĩ cũng là một cái vấn đề cũng rất là khó trị lắm đó. Và phần đông là khi chúng ta, nhất là người Việt Nam, chúng ta có cái thói quen là chúng ta bị bệnh là chúng ta hay đi bác sĩ để chữa bệnh đó. Thì rồi các em nhỏ đi qua đây thì thấy trên TV cũng như mọi người nói về khi bị mụn thì chúng ta dùng proactive. Vậy thì bác sĩ Kimberly nghĩ như thế nào? Thì chị Vi Lan, theo Kimberly nghĩ rằng á, vì Kimberly qua đây hồi nhỏ, thành ra mình ở giống như in between cultures, hay, you know, vừa Mỹ vừa Việt, thành ra mình nghĩ rằng cái có thể nói là cái gì hay mình bắt chước, đó là thường bố mẹ Kimberly hay nói á, cái gì hay mình bắt chước, phải không ạ? Thế nên cái phong tục của người Mỹ mà mình thấy hay thì mình bắt chước, hoặc là người Việt Nam thì mình nên giữ lại. Thì Kimberly nghĩ rằng nếu chúng ta đi qua đây thì đúng là những cái sản phẩm như là thuốc Tây á, thì nó
giống như là mình dễ có hơn, là có thể là hồi xưa bên Việt Nam chúng ta lại để ý đến nhiều về thuốc ta, phải không? Thành ra những cái phong tục của người Việt Nam, hay là Kimberly không biết là nói đúng hay sai, nhưng mà nói cái culture của mình á, là khi nào mình cũng cố gắng hết sức mình chữa bằng bằng thuốc ta, thì để cho mình thiên nhiên trước, hoặc là thuốc ta. Còn nếu mà thuốc tây á, thì qua bên này chúng ta lại bắt đầu cái gì chúng ta cũng phải uống thuốc tây. Thành ra thuốc tây nó làm cho mình nóng trong người. Thuốc tây nếu trường hợp mà nói về cái lĩnh vực mà chuyên môn của mình á, là về thuốc cho da đó, thì mình nói là thuốc tây nếu mình dùng mà mình thấy nó có kết quả thì mình có thể tiếp tục. Còn nếu trường hợp mà mình thấy như ví dụ như chị đã nêu ra cái ví dụ của Proactive, thì nhiều em dùng Proactive là tại vì nhiều em bắt chước cái culture của người Mỹ. Thì khi mình nghe trên đài, mình thấy trên đài, mình cũng cố gắng hết sức khuyên các em đừng nên bắt chước Proactive, tại vì cái đó cũng là thuốc mà nó sẽ làm cho làn da của chúng ta bị bào mòn. Mà mình dùng ké và mình dùng những cái thuốc đó không phải bào chế cho người Việt Nam. Bởi vậy khi mình dùng một thời gian, mình sẽ thấy làn da của mình nó từ từ nó sensitive, da hồng, da đỏ, rồi bắt đầu đến không phải là cái tuổi mà teen hay preteen hay là cái tuổi hai mấy, mà khoảng 30 mấy bắt đầu mình mới thấy cái hậu quả của những cái thuốc đó để lại. Thì có thể mình gọi nó là side effects đi, nhưng mà nó là long term, lâu dài mình mới thấy. Để chị biết là những cái thuốc như Accutane thì chị thấy ông cứ dài dài nó đã ra thị trường 30-40 năm rồi, mà cứ dài dài thấy những cái side effects, nó phát giác ra những cái những cái phản ứng phụ mới, khiến cho cái công ty đó nó bị thua kiện hoài, rồi rốt cuộc nó không bán nữa. Nó nói ok, bây giờ nó không còn lời, nó không bán nữa đó. Thì bây giờ nếu quý vị đang ở trong cái tình trạng mà dùng thuốc hay là bất cứ một cái sản phẩm nào, theo Kimberly nghĩ rằng mình dùng bất cứ một cái sản phẩm nào mà mình thấy càng ngày mình càng bị nám nhiều hơn, thì đó là cái show mà chúng ta đã nói là U-turn, nên ngưng dùng lại. Và nên ngưng để xét lại. Tại vì trước khi chúng ta U-turn thì chúng ta phải break, phải ngưng. Không? Mà break nghĩa là trong lúc đó tôi suy nghĩ, tôi biết tôi đi lạc đường rồi, tôi phải suy nghĩ nè. Và tôi suy nghĩ coi là tôi cần làm cái gì. Thì đôi khi mình cần U-turn, mình cần turn around, mình cần phải làm cái gì đó. Trước hết là mình phải break, mình phải stop, mình phải ngưng dùng. Để mình không bị hại, không làm hại tiếp làn da của mình. Để mình có thể suy nghĩ. Tại cái gì mà mình cứ, ví dụ như mình coast, tất nhiên là mình cứ tiếp tục mình chạy, thì mình không suy nghĩ. Chị chạy đường thẳng không bao giờ chị phải suy nghĩ hết. Thành ra Kimberly nghĩ rằng nếu mà cái culture của người Mỹ là dùng thuốc nhiều, mà cái đó tốt á, có lúc mình phải dùng, thì Kimberly nói cứ tiếp tục dùng đi, tại mình chuyên về thuốc mà. Còn nếu trường hợp mà mình thấy nó không tốt, mà chính mình đã chứng kiến cái điều đó, thì mình nên stop và U-turn, không cách nào hơn. Và bác sĩ Kimberly nói như vậy đó, thì Vi Lan thấy có lẽ là một số quý vị cảm thấy như khi dùng Proactive á, thì nó hết ngay tức thì. Và bác sĩ thường hay nói là tại vì nó suppress cái mụn đó, nhưng mà nó không có trị dứt cái gốc của nó. Đúng không ạ? Thì nếu mà nói về mụn đó, đề tài của chúng ta hôm nay thì cũng không hẳn là nói về mụn hay nói về nám, nhưng mà nói chung là tại sao chúng ta bỏ quá nhiều tiền, tại sao mà chúng ta bỏ quá nhiều thời giờ mà chúng ta frustrated, tất nhiên là mình bực tức là vì mình làm những cái, nói chung là làm hết sức rồi mà cũng không được gì được hết. Tại vì thời giờ có giới hạn, Kimberly biết là phải nói rất là nhanh, là kết luận là quý vị ở trong một cái vòng lẩn quẩn. Mà khi nào cũng chữa, rồi phải chữa đi, rồi chữa lại. Có nhiều khi quý vị đã chữa bằng thuốc mà cho mụn. Nếu mà ví dụ của chị là về mụn đó, thì quý vị sẽ thấy là quý vị bị dầu nhiều hơn. Và Kimberly đã nói rất nhiều, và bây giờ cũng đã làm cái chương trình trên YouTube mà bằng tiếng Anh, thưa quý vị. Để có thể connect với các cháu. Mà nếu quý vị, đôi khi có nhiều quý vị phụ huynh tội nghiệp lắm, đưa con em tới mà con em không biết cái gì về cái show của mình, chưa bao giờ xem Kimberly show gì hết á, rồi cũng không biết mình là ai, cũng không biết cái gì hết. Thành ra các em cũng không muốn đến. Đó, đôi khi đến người ngồi đó tham khảo thì mặt ngắn mặt dài cũng không được vui. Không vui. Thì rốt cuộc Kimberly nói chứ ok, thì bây giờ mình phải gấp gáp và mình làm những cái show ở trên YouTube bằng tiếng Anh. Để cho các em có thể có một chút xíu hiểu biết về mình và về những cái về cái làn da, và về những da. Về những cái cách chữa trị các em, mình nghĩ rằng các em đang dùng để chữa như Proactive vân vân. Thì mình sẽ ở trong những cái, các em sẽ ở trong những cái vòng lẩn quẩn đó, mà nếu mà đến với Kimberly và đến với công ty Apogee, dùng qua phương pháp Apogee, nói thiệt với quý vị, 25 năm kinh nghiệm really speaks for itself. Phải không? Nghĩa là mình hiểu là mụn
Nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là dầu quá nhiều và chân lông bị dơ. Thì mình cần phải chữa tận gốc. Bất cứ cái gì mình không nên ở trong cái vòng luẩn quẩn, mình phải chữa tận gốc. Yeah. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Kimberly thấy signal rồi, thành ra cần phải là stop, còn không là cái show nó quá dài. Thì nếu như vậy thì quý vị nên đón xem tiếp tục chương trình của chúng tôi, tại vì cái đề tài này cũng rất là hấp dẫn chị Bilan. Dạ, một lần nữa cảm ơn chị đã lên chương trình để chia sẻ và trò chuyện với Kimberly. Cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Kimberly mong rằng quý vị có thể gọi vào để tham khảo mặt đối mặt qua video chat hay hình thức nào đó. Và nếu quý vị muốn xem tất cả những show của Kimberly và quý vị không có thời giờ để đón xem trên TV, quý vị có thể lên trang nhà của chúng tôi và đón xem để quý vị có thể có những cái kiến thức về da cũng như là những cái chương trình của chúng tôi cho nó đầy đủ. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sàng, tức là 1888-337-7264 để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Vi Lan xin được kính chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay với chương trình đặc biệt promotion của công ty Apogee, nếu quý vị có một cái làn da bị nám, bị khô, bị ngứa, bị hồng, bị đỏ một cách không bao giờ muốn, thì thưa quý vị, đây là một cái sản phẩm mà quý vị cần phải có, đó là bộ cấu tạo da của công ty Apogee. Và nếu quý vị bị nám thì quý vị cần phải dùng whitening cream cũng như là cool whitening gel. Và đặc biệt promotion là nếu quý vị mua trên 300 đồng, quý vị sẽ được tặng free facial kits. Cái bộ kit này sẽ giúp cho quý vị rửa sạch các làn da của quý vị để dễ dàng thẩm thấu những cái loại kem mà quý vị cần dùng để có một làn da đẹp, chuẩn bị cho mùa xuân, mùa hè sắp đến. Xin quý vị gọi ngay cho công ty Apogee 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Nhớ rằng mua trên 300 đồng quý vị sẽ được tặng cái free facial kit quý vị nhé.